Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm vào dịp Tết đến xuân về hay trong các dịp lễ hội thì nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đều được tổ chức, và trong các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống thì múa lân sư rồng mang cái nét đặc trưng của châu Á. Hình ảnh lân sư rồng mang đến sự may mắn, thịnh vượng và tốt đẹp cho một năm. Và múa lân sư rồng đều được người Việt của chúng ta ưa thích và đã hiện diện trong đời sống tâm linh, sinh hoạt của dân tộc ta từ rất lâu đời nay. Và mỗi kiểu múa lân sư rồng lại mang những cái tích trò và câu chuyện thú vị đằng sau đó. Thưa quý vị, chúng ta đã chào đón năm mới 2012 và đang rộn ràng chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu. Chương trình Câu Chuyện Văn Nghệ ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với các vị khách mời để cùng hiểu hơn những cái câu chuyện, những cái tích trò thú vị đằng sau cái bộ môn nghệ thuật múa lân sư rồng này. Và trước khi vào cuộc trò chuyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Trân trọng giới thiệu tham gia vào chương trình ngày hôm nay có võ sư Hoàng Thanh Phong, biên đạo múa Tạ Vũ Thu và anh Phạm Quốc Chí. Xin được cảm ơn cả ba vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Có lẽ là khi nói đến nghệ thuật múa lân sư rồng thì không phải khán giả nào mà thậm chí cả tôi cũng chưa thể hiểu hết và chưa được biết hết được cái nguồn gốc ra đời của cái nghệ thuật múa này. Vậy để nói và chia sẻ với khán giả có thể hiểu hơn về nghệ thuật múa này thì các anh sẽ nói điều gì ạ? Xin mời anh Phạm Quốc Chí. Nếu mà nói về cái mà tiền sử nó từ bao giờ thì thực sự nghe hoàn toàn tôi không biết, nhưng mà tôi không phải để là chắc là có rất là lâu. Bởi vì như chúng ta cũng được biết, những cái bức tranh hoặc như các cái đình chùa đều có những cái hình tượng, mà khi đã có hình tượng là chắc là có những cái nghệ thuật cao. Tôi tin rằng là nó rất là lâu đời rồi và đã có ở trong cái tiềm thức của con người, của những cái người phương Đông của chúng ta. Và những cái đấy nó mang đến cho chúng ta một cái gì đó rất là tâm linh và một cái gì đấy nó rất là phước lành. Khi mà mình nhìn thấy, mình cảm giác như là mình đã được ban một cái gì đó. Thế một năm mới hay là một ngày, một mùa mới hay gì thì mùa hay là một cái gì khánh thành hay là một cái gì mới, một dịp lễ hội một của chúng dịp ta lễ hội, đúng không? Thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy đấy thì trong tâm tư và cầu được ước hay là gì thì chúng ta đều cảm nguyện được rằng là chúng ta đã thành là sẽ làm được. Còn về nghệ thuật múa thì tôi được xem hồi bé tôi cũng được xem các cái lễ hội ngày xưa thì chắc là ít, còn bây giờ thì cái lễ hội mà để có được lân sư rồng này nó phát triển rất là mạnh. Thì cũng có thể là do những cái vận chuyển. Thì xem như là các cụ múa thì chúng tôi thấy như là con rồng nó bay, rồi có trống, có chiêng, rồi các cụ, các ngoại người, các tầng lớp lao theo chạy. Mình cảm thấy rất là sung sướng và hào hứng, và cảm thấy rất là sung sướng và mình muốn hòa nhập được vào đấy. Thế cho đến cái giai đoạn này thì mình cảm thì đi đến thì lại càng thấy nó có những cái nó đẹp và nó sống trong mình rất là mạnh mẽ hơn. Còn với anh Thu ạ? Còn với tôi thì theo khía cạnh của một người làm biên đạo múa thì tôi cũng qua tìm hiểu và cũng đã từng làm việc và khai thác, thì theo nhận định của tôi thì cái múa lân sư rồng này nó xuất phát
từ cái vùng châu Á là đúng rồi. Đấy, nhưng mà chính thức từ nước nào thì theo tôi nghĩ thì nước nào cũng sẽ bảo là của nước ấy cả. Thế nhưng đây là một cái loại hình văn hóa dân gian. Thế cho nên là khi mà nó được phát triển rộng thì người ta hòa nhập cùng với nó. Thì theo tôi thì theo cái khía cạnh văn hóa của tôi ấy, thì tôi thấy là cái này nó vừa là một cái môn thể thao, nó lại vừa là một cái gọi là thể hiện mình, được thể hiện mình trong một cái điều kiện của một lễ hội rất đông người để người ta biết đến mình. Với cái nghệ thuật múa lân sư rồng này thì những cái người múa lân hoặc là múa rồng ấy, thì có những người múa rất giỏi và có những người múa cũng gọi là theo phong trào thôi. Thế nhưng mà khi mà đã được đứng vào trong ngôn lân hoặc là đứng vào trong hàng ngũ của một đội rồng thì tôi thấy hầu hết là cái không khí của tiếng trống rồi không khí của lễ hội làm cho con người ta mất đi cái gọi là cái bình thường ở bên ngoài, và lúc ý tự nhiên cái sự hòa nhập cộng đồng của người ta nó được tăng lên, và cái sức mà coi như là tự thể hiện mình nó bật lên rất cao. Ở Việt Nam thì múa rồng chắc chắn là xuất phát từ trong lễ hội mà ra. Còn nếu mà nói múa lân ấy, thì ở Việt Nam, theo quan niệm của tôi thì tôi thấy là người Việt Nam không có lân. Mà người Việt Nam của chúng ta là có múa sư tử. Cái trò múa này nó được xuất phát từ dân gian, và cái lễ hội Trung Thu là cái khởi nguồn của cái múa sư tử của Việt Nam. Tôi nghĩ là về lân sư rồng thì nó là xuất xứ từ nền văn minh lúa nước, và chính cái điều đó nó thể hiện là sự may mắn, những điều hạnh phúc và những sức khỏe, cũng như là trừ đuổi đi những cái xui xẻo trong cuộc sống. Trong lân sư rồng thì thường là gắn với võ thuật của chúng tôi, là những bộ pháp vững chãi, thân mình uyển chuyển chẳng hạn thế, và chúng tôi là hay sử dụng là ngũ hành, tức là áp dụng theo kết hợp giữa cổ và hiện đại, và song hỷ, tức là trong những cái biểu diễn về lân ấy, và hoặc độc chiếm cao đầu thì thường là một con thể hiện sự như dũng mãnh, như một vị tướng, như một vị la hán. Trong chúng tôi có những bài la hán chẳng hạn, bài sư tử, hay là những đặc trưng như chẳng hạn là ngũ hình, như là bài long xà hổ báo hạc, nó thể hiện như là long là con rồng. Đấy, xà thì uyển chuyển uy quyền của con long, con rồng, cũng như lân gần như gắn con hổ. Đấy, xà hổ báo hạc để thể hiện sức mạnh cũng như là sự uyển chuyển và mọi điều may mắn hạnh phúc đến với mọi người. Vậy được biết là anh cũng như là anh Chí đã từng làm những con lân, con sư, con rồng. Vậy thì để làm được cái sản phẩm đấy thì nó có khó không? Và từ cái quá trình làm cho đến thành phẩm ra một cái sản phẩm đó, để đến cái quá trình mà các anh biểu diễn, nó có thể tạo thuận lợi được. Nói đến việc sản xuất lân rồng thì bây giờ mình dùng từ sản xuất, chứ còn ngày xưa là người ta làm một cái gọi là tác phẩm nghệ thuật. Có nghĩa là khi mà mình muốn làm một con rồng hay một con lân hay là một cái gì đấy thì bao giờ đầu tiên quan trọng nhất là muốn nó sống động thì mình phải thổi cái hồn nghệ thuật vào đấy. Cũng từ đường may, từ mũi kim sợi chỉ cho đến từng cái nan tre và từng cái dây buộc. Tôi nói về làm cái lân sư trước. Khi mà ta muốn làm một cái gọi là một cái đầu lân hoặc là đầu sư tử thì đầu tiên là cái người thợ ta phải đi tìm những cái mây hoặc những cái tre nó đủ độ dẻo, đủ độ dai, nhưng lại phải đủ nhẹ để khi đan vào nó không quá nặng để người múa thổi được hồn vào cái vũ điệu ý hoặc là những cái động tác ý. Và sau đó bắt đầu lên khung thì ta phải đan nó thành một cái khung. Khi cái khung nhìn nó ra được hồn con lân thì sau này ta đắp vào nó mới thành hồn con lân được hoặc là con sư tử được. Chứ còn khi mà ta đan
mà ta đang cảm giác mà nó vẫn còn áy náy cái gì đấy trong lòng ấy, thì chắc chắn là nó không thành được con lân hoặc con sư được. Tiếp nữa, ta bọc thô, nếu làm bằng giấy thì sau khi ta bồi xong và ta gọi là phủ cái lớp giấy bên ngoài cuối cùng thì bắt đầu ta vào cái vấn đề gọi là trang trí, đó là dán lông rồi vẽ. Nhưng bây giờ thì đa số lân và sư tử là không dùng giấy nữa rồi, và bây giờ khoa học kỹ thuật cũng hỗ trợ cho lân sư rồng rất nhiều, bởi vì là nó có những cái chất liệu mà ta làm nó đỡ mất công hơn ngày xưa. Vậy cái kinh nghiệm mà làm lân sư rồng của anh Chí, anh có thể chia sẻ rõ hơn với khán giả của chúng tôi để họ có thể hình dung thêm được phần nào cái phần hồn của anh thổi vào cái tác phẩm nghệ thuật đó. Thực sự ra thì như anh Thu anh vừa nói, những cái về cái nhiên liệu này, đúng không? Về nhiên liệu này và cách thức làm thì đúng là mỗi một nghệ nhân hay một nghệ sĩ để tạo ra một con rồng hay tạo ra một cái tác phẩm của mình đều có thổi hồn vào đấy thôi. Thế nhưng mà tôi cảm nhận như thế này, khi mà mình làm sao khi con rồng mình nhìn bình thường nó có cái sự hài hòa hiền hậu, một con vật rất là tâm linh vật, tức là rất là linh thiêng, nhưng mà nó có một cái sự hiền hậu đấy, nó cũng không quá dữ đấy, cũng không quá hiền, nó vẫn có một cái sự uy nghi ở đấy. Thế cộng thêm thì khi cái phần thân thì ngày xưa các cụ thì có khi chỉ vẽ làm sao được cái vảy, nhưng bây giờ thì qua cái thì cái vảy lại được sống hơn, được mọc ra khỏi thân mình, tức là nó có cái vảy thật. Thì rồi đến khi thì con rồng hồng hay con rồng vàng, rồng xanh thì cũng do chất liệu màu thôi. Thế nhưng đúng là cái mà phần đầu và cái phần đuôi ấy, thì chúng tôi vẫn phải làm bằng tay hết, và làm những cái mà thủ công truyền thống thôi. Tôi chưa có một cái khuôn nào, nếu chưa có một cái khuôn nào, nếu bây giờ đặt đến 100 con hay là 1.000 con thì chúng tôi cũng có khả năng có khi có một cái khuôn nào đấy, đúng không? Nhưng bây giờ vào thì tại có đó thì thôi, nhưng mà cái hình dung mình khi mình nhìn thấy một con rồng, khi mình làm một con rồng ra, mình làm sao được con rồng nó có những cái được cái thần nó như thế. Nó không... Tôi xin bổ sung cho anh Chí một chút là này, cái con rồng hay con lân ấy ta làm bằng tay có thể 100 con, khác nhau cả 100, không giống nhau. Nhưng tôi nghĩ đấy mới là tác phẩm đúng nghệ rồi, thuật. Đấy mới là một cái tác chứ phẩm. Chứ còn nếu ta dập khuôn thì nó chưa chắc đã phải là tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì là cũng một người nghệ sĩ, nhưng mà ta vẽ một cái tranh cũng về một chủ đề ý, nhưng mỗi lúc ta suy nghĩ theo một kiểu thì ta sẽ vẽ theo một kiểu khác, hoặc là cái tâm hồn của ta mỗi lúc một kiểu thì cái tác phẩm của ta ra nó sẽ khác nhau. Nhưng thế nó mới thần động. Của nó vẫn phải đấy. Giữ được. Quan trọng nhất đấy là cái thần thái và cái gọi là cái sự thể hiện của một con linh vật, thì cái là điều chắc chắn là phải có trong cái tác phẩm nghệ thuật ý. Cho nên là nhiều khi cứ bảo con rồng mình nhìn giống con lươn hoặc con giun đấy, thì cái đấy là chúng tôi thất bại rồi, hoặc bất kể một ai đó. Nên đó là con rồng, là một con rồng. Mình khi mình nhìn thấy, khi xuất hiện ra có khi chưa mua đâu, chỉ cầm mỗi cái đầu ấy, mọi người đã thấy dùng mình lên, hoặc là thấy cầm cảm nhận chuẩn bị đón được cái gì rồi. Thì con rồng ra bắt đầu vận mình múa, bắt đầu chuyển nhịp nhàng, lúc đấy bắt đầu nó vào những cái giai điệu múa rồi đấy, thì cái đấy là bắt đầu thưởng thức, chuyển sang cái vấn đề thưởng thức nghệ thuật thôi. Người nghệ nhân thì đã thổi được cái hồn vào cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Vậy thì bây giờ đến cái phần của người biểu diễn ạ. Và để thực hiện được cái tiết mục đó, để nâng con vật lên rồi là thực hiện nhiều những cái động tác khó, thì đòi hỏi cái người biểu diễn phải có một cái sức khỏe này, kinh nghiệm nữa, để mà có thể hoàn thành được cái bài biểu diễn đấy làm sao cho nó nhịp nhàng và phối hợp cùng với cả đội. Thưa anh Phong, anh có thể cho khán giả biết được rõ hơn về cách thức cũng như là các động tác múa trong cái quá trình biểu diễn đó không ạ? Vâng. Qua trao đổi với anh Chí, anh Thu thì tôi thấy là đội lân của chúng tôi hiện giờ là có 2 con rồng và 21 con lân. Chúng tôi sử dụng chủ yếu là theo cái bộ pháp trong võ. Những cái chẳng hạn như chúng tôi có những cái bài như chẳng hạn như là bộ pháp đi chân chẳng hạn là quan trọng nhất là cái thần thái của lân sư rồng. Chẳng hạn như con rồng thì quan trọng nhất là phần đầu, phần giữa và phần đuôi, đấy là 3 phần quan trọng nhất. Còn lân thì phần đầu cũng như phần tất cả là làm sao hòa hợp, hòa nhịp và nghe tiếng trống, tiếng âm thanh thì chúng tôi tạo ra nên làm sao để sống động. Những bộ pháp trong võ nó vững chãi, mạnh mẽ, uyển chuyển và
chúng tôi hay sử dụng là cái bộ song hỷ cũng như là bộ ngũ hành, là bởi vì nó thể hiện là thể hiện cái sự hòa hợp cũng như là của trời của đất, những điều may mắn hạnh phúc. Của ngũ hành thì chúng tôi sử dụng song võ là màu đen, xong rồi đến xanh, xong rồi đến đỏ, xong đến vàng, đến trắng, đây là ngũ hành. Và cũng là của năm con vật là long xà hổ bạc hạc như tôi nói đầu tiên đấy. Cho nên là chúng tôi những cái động tác khó như động tác bê lên đầu, hoặc động tác xoay xung quanh, hoặc đi chân gọi là chân, chúng tôi gọi là bắt quái, chân chuyển gọi là chân say. Đấy là những cái mà thể hiện những cái con lân cũng như là lân ngủ phục, cũng như là con rồng uống nước, hoặc rồng tạo ra những cái điều tốt đẹp. Có lẽ là khi nghe những cái điều chia sẻ thực tế và cái quá trình biểu diễn của anh Phong, thì tại sao chúng ta lại không để cho khán giả của chúng tôi được xem một cái tiết mục mà các anh đã biểu diễn? Múa lân múa rồng sẽ không thể tạo được hưng phấn và thích thú cho người xem nếu thiếu đi những tiếng trống, tiếng chiêng. Trống đánh phải có bài bản, phù hợp với các bộ pháp như trào, lạy, nằm, leo lên, tuột xuống, lúc khoan, lúc nhặt, lúc dồn dập liên hồi như trống trận mới diễn tả hết hùng khí của lân, oai phong của sư và oanh liệt như rồng. Bởi vậy, tất cả các đội lân, rồng hầu hết đều ra đời từ các võ đường. Thời xưa, người đánh trống phải là người trưởng phái hoặc phụ tá thứ nhất của trưởng phái. Nhưng bây giờ, vì không còn thói quen giấu bí quyết môn phái, nên các võ sinh được võ sư truyền rất nhiều ngón nghề, quyền pháp. Họ đều có thể tự tin là những tay trống, chiêng nắm được đủ tuyệt kỹ trong môn múa, luôn được coi là của con nhà võ này. Ở đâu vang lên tiếng trống thất tinh cổ, hay còn gọi là tiếng trống bảy sao, ở đó có bầu không khí rộn ràng của cuộc múa lân sư rồng. Trong ba thể loại múa này thì rồng là hiếm gặp nhất, bởi vì để điều khiển được một con rồng dài đến hơn chục mét, phải nói là rất công.